Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Miss Grand International 2021, hình ảnh và tên tuổi của Thùy Tiên lên hương thấy rõ. Nụ cười rạng rỡ, gương mặt thần thái, vóc dáng chuẩn chỉnh và khả năng ngoại ngữ tốt, ứng biến thông minh giúp nàng hậu dễ dàng chiếm được tình cảm của người hâm mộ và các nhãn hàng. Cô liên tục có những hoạt động cộng đồng và thương mại ở cả Việt Nam và nước ngoài. Không chỉ khán giả nước nhà mà chủ tịch cuộc thi, ông Nawaz cũng dành rất nhiều lời khen cho chiến binh đến từ Việt Nam. Theo vị chủ tịch, Thùy Tiên kiếm tiền rất giỏi. Cụ thể, trong một buổi livestream vào tháng 3 năm 2022, ông Nawaz cho biết chỉ khoảng 3 tháng sau khi Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu quốc tế, cô đã kiếm được gần 100 triệu bạt, khoảng 70 tỷ đồng từ các hợp đồng quảng cáo, các xe đi sự kiện cho tổ chức này. Thông tin này thời điểm đó khiến dân tình không khỏi bất ngờ bởi độ cá kiếm của Thùy Tiên. Sau thời gian dài giữ im lặng, phía Thùy Tiên đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Cụ thể, bà Phạm Kim Dung, chủ tịch Miss Grand Việt Nam nói, ông Nawaz từng nói Tiên thu nhập 70 tỷ hay 100 tỷ gì đó thì chỉ là ông nói giỡn thôi chứ không phải những con số thực tế. Mình cũng có trao đổi thì đó hoàn toàn là lời nói đùa. Làm sao có thể kiếm được số tiền đó chỉ trong thời gian ngắn như vậy? Bà Dung giải thích thêm. Ông ấy luôn có những câu bông đùa, nói giỡn như vậy và mình phải hết sức thông cảm với họ. Đôi khi đó là tính cách thoải mái của họ vì văn hóa ở chỗ họ sống không bị bó buộc nhiều nên thành ra họ nghĩ gì ở nói đó thôi. Về phát ngôn chỉ chọn người kiếm được tiền làm hoa hậu gây bức xúc dư luận của ông Nawaz, bà Phạm Kim Dung khẳng định cuộc thi nào cũng có đầy đủ 3 yếu tố, mặt, tinh thể và trí não. Người đẹp đáp ứng được các nhu cầu thì hợp đồng kinh tế sẽ đến.